Mục thần ký tập 7, chiến kỹ đầu tiên chúc các bạn xem video vui vẻ. Tần mục đã sớm nghe được người trong thôn nói về nhiều chuyện lạ trong đại khư, chuyện xảy ra ở nơi này đều kỳ quái lạ lùng, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghe nói là một chuyện, tự mình trải qua những chuyện lạ lùng này thì lại càng thêm chấn động. Mỗi khi đêm đen kéo tới, bóng tối tập kích, khuôn mặt trong bóng tối, ma âm thần bí, còn có khu phế tích này, mỗi khi bóng tối ập đến là những hồng phấn khô lâu lại biến thành thiếu nữ, dùng ánh sáng chống cự lại bóng tối từng chuyện từng chuyện đều quái lạ không thể giải thích được những bí mật này chờ mọi người đến khai quật thân hình tần mục lẫn trong bầy thú đang di động lặng yên đi ra phía ngoài tất nhiên bầy thú có quy củ bất thành văn đó chính là không được đánh nhau trong di tích tuy nhiên ra khỏi di tích thì e là bầy thú cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm một bên khác khúc sư huynh nháy mắt với tình sư tỷ hai người cũng lẫn vào bầy thú không ngừng lại gần tần mục bầy thú vẫn rất trật tự đi ra ngoài đột nhiên một luồng kiếm quang lặng yên lao tới đến phía sau tần mục hắn nghiêng người né tránh thanh bảo kiếm kia suýt nữa đâm vào một con dị thú con dị thú kia nóng nảy rít gào một tiếng sư muội không nên điều khiển kiếm làm bị thương dị thú thì bầy thú sẽ điên cuồng chúng ta đều phải chết ở chỗ này âm thanh của khúc sư huynh truyền đến tình sư muội vội vã thu hồi bảo kiếm vươn mình nhảy lên lưng một con dị thú tiếp đó lại nhảy lên một con khác nhanh chóng tới gần tần mục tần mục nhìn mà mê tít tụ khí thành tơ thao túng bảo kiếm giết địch ngoài mười mấy trượng bản lĩnh cỡ này tuy rằng không kinh người bằng thần thông của đồ tể nhưng cũng rất đáng gờm bước chân tình sư tỷ mềm mại làn váy xoay tròn như là một đóa sen màu hồng nhạt mũi chân bên dưới hoa sen như đào nhọn đá vào tần mục cước pháp của nàng sắc bén mỗi cước đá ra tựa như búa lớn gắn gai nhọn sắc bén giống chùy sát chấn động đến mức không khí phải kêu ong ong loại cước pháp này có thể dễ dàng đá nát một tảng đá lớn đâm thủng cả tường đồng vách sắt ánh mắt tần mục sáng lên nghênh đón cước pháp như lốc xoáy của tình sư tỷ người què đã từng nói với hắn thầu thiên cước pháp mà ông dạy cho hắn xưa nay liền không sợ cước pháp của bất cứ người nào hai người quần hồng chân trắng va chạm cùng khố ngắn chân thô đôi chân của tình sư tỷ tuy dài và nhỏ nhưng sức mạnh lại vô cùng đáng gờm ra chân như đao chém búa trẻ chân tần mục tuy tráng kiện hơn một chút nhưng mang lại cho người ta cảm giác mềm mại tự nhiên tựa hồ không có bao nhiêu sức mạnh đùng 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 tiếng va chạm dữ dội liên tiếp truyền đến trong nháy mắt hai chân của tình sư tỷ không biết đã trúng bao nhiêu cú đá cước pháp của tần mục thật sự quá nhanh nhanh đến mức làm cho nàng không kịp phản ứng hai chân sức mạnh kinh người kia của nàng hoàn toàn vô dụng bị cấp pháp khiến người ta hoa cả mắt của tần mục đá chúng sức mạnh lập tức biến mất phẳng phất bị chân của đối phương ăn mất nguy rồi hai chân tình sư tỷ bùn rùn hai chân của đối phương liên tục đá ra liên hoàn cước tựa như mưa to rơi trên cây chuối đánh lên eo ngực ít hầu của nàng tiếp đó một bàn chân to lớn tàn nhẫn bột 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 đá lên mặt nàng thân hình tần mục xoay tròn nhảy lên giữa không trung rồi vặn người đá ra sau cú đá này không giống cước pháp lúc nãy sức lực cước pháp lúc nãy của hắn không mạnh chỉ chú trọng tốc độ còn sức mạnh của cú đá này lại khiến người ta kinh sợ mặt tình sư tỷ bị đá phẳng phiu cái mũi cao thanh tú gần như dán sát ra mặt cầm vỡ nát trong miệng tựa hồ có thêm nhiều vật lạ thiếu nữ này đầu trước chân sau bị đá như mũi tên rời cung bắn về phế tích tần mục đã thừa nhận một điều thâu thiên thần thoái của người què quả thật là số một tuy rằng không dám nói là đệ nhất thiên hạ nhưng quả thật hoàn toàn xứng đáng số một trong thôn cước pháp của vị tình sư tỷ kia trông thì hung ác bá đạo nhưng căn bản chưa chạm được hắn đã bị hắn đá trọng thương tần mục không sử dụng một chút nguyên khí nào chỉ dùng sức mạnh thân thể của chính mình mà tình sư tỷ lại có thể rót nguyên khí của mình vào hai chân tăng lên sức mạnh và công kích của mình tăng lên tốc độ cước pháp nhưng dù như vậy vừa giáp mặt tình sư tỷ vẫn bị đánh cho tàn phế tần mục vừa đá bay tình sư tỷ thì lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng lên cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt dâng lên trong lòng không kịp quanh người vội vàng tung mình tới trước. Ở phía sau, khúc sư huynh lặng lẽ tiến đến gần hắn rồi lạnh lùng hạ sát thủ, đòn đánh này của hắn vốn là chắc chắn trăm phần trăm, chỉ là không ngờ tần mục lại cảnh giác đến vậy. Hai người lao nhanh trên lưng thú, từ phần lưng con dị thú này đến phần lưng con dị thú khác, bước chân của khúc sư huynh cực nhanh, điên cuồng công kích vào hậu tâm của tần mục, mà tần mục thì lại cố sức lao nhanh về phía trước, đồng thời hai tay vùng vẩy, chặn lại được tấn công của khúc sư huynh, lôi âm bát thức, thiên thủ Phật đà, khúc sư huynh không khỏi ngạc nhiên, tần mục quay lưng về phía hắn vậy mà còn có thể chặn được tất cả công kích của hắn tựa như có vô số cánh tay dài ra loại công pháp này hắn chưa từng nghe thấy thiên thủ phật đà của tần mục tuy rằng còn chưa thể đạt đến trình độ giơ tay nhất chân là lôi âm cuồn cuộn đôi đình đùng đùng như mã ra thế nhưng cũng nhanh như gió mạnh như điện dù đang quay lưng về phía khúc sư huynh dù đang lao nhanh trên lưng thú nhưng vẫn vững tay vững chân hiện ra hết cường mạnh bá đạo không cho khúc sư huynh chiếm được chút tiện nghi nào keng đột nhiên tiếng kiếm réo vang tần mục tê cả ra đầu lập tức cánh tay chảy máu bị kiếm sắc làm bị thương tần mục xoay người lăn xuống lưng thú ở dưới bụng một con thú chạy nhanh khúc sư huynh cũng lao theo hai tay trống không nhưng lại có một thanh kiếm bạc bay lượn chung quanh trên dưới hắn con người tần mục nhíu chặt năng lực điều khiển kiếm của khúc sư huynh này vừa xa vị tình sư tỷ tì kia tình sư tỷ tì khống kiếm thì bảo kiếm có thể bay đến khoảng cách mười mấy trượng xác định ngoài mười mấy trượng mà khúc sư huynh khống kiếm bảo kiếm cách thân thể của mình khoảng chừng chỉ ba thước điều này vô cùng khủng khiếp hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm dưới tình huống cận chiến điều khiển kiếm giết địch hơi bất cẩn một chút sẽ làm chính mình bị thương cho nên đòi hỏi năng lực khống kiếm cực cao cũng cho đối phương thấy được sự mạnh mẽ và đáng sợ của kiếm thuật đồng thời tự tin tuyệt đối vào kiếm thuật của bản thân không có năng lực điều khiển nguyên khí tinh tế cẩn thận thì căn bản không dám ngược kiếm như vậy mấy người đồ gia ra không dạy cho mình cách khống chế nguyên khí trưởng thôn gia ra cũng chưa từng nói làm thế nào để vận dụng nguyên khí bá thể tình hình này chỉ sợ mình sẽ bị thiệt thòi rồi đột nhiên chân hắn chạm vào một cành cây chắc là bị đàn thú dẫm đạp tần mục không chút suy nghĩ hất mũi chân cành cây rơi vào tay hắn đây là một nhánh liễu dài đến sáu bảy thước lớn bằng ngón tay cái thiếu niên nắm chặt cành cây bước chân nhanh chóng di động ánh mắt cắt gao tập trung vào mũi kiếm của khúc sư huynh không thèm bận tâm đến hai tay hắn hắn thử đưa nguyên khí vào trong nhành liễu tuy nhiên khi nguyên khí tiến vào cành cây đến vị trí một thước ba tấc thì hắn liền mất cảm ứng đối với nguyên khí một thước ba tấc thật sự là quá ngắn thực sự là quá nguy hiểm khi chống chọi với phi kiếm của đối phương. Khúc sư huynh giết tới, bảo kiếm bay quanh hắn, đâm, vót, quét, khều, bổ, giật, cắt, chẳng khác nào một kiếm khách vô hình nắm chặt bảo kiếm, từ những phương vị vô cùng xảo quyệt giết tới tần mục, xì 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 xì, vài tiếng nhỏ vang lên, cành liễu trong tay tần mục chỉ còn sót lại chừng một thước ba tấc, thanh bảo kiếm kia đánh xuống lần nữa, chạm vào cành liễu, phát ra một tiếng keng nhỏ, tựa như chạm vào sắt thép. Tần Mục nhìn thấy nguyên khí của mình truyền vào cành liễu lại có thể đỡ được bảo kiếm của đối phương thì hoàn toàn yên tâm, trong mắt chỉ có mũi kiếm, cành liễu một thước ba tấc trong tay được hắn xem như dao mổ lợn, đúng lúc này dùng cành liễu một thước ba tấc triển khai đao pháp mà đồ tề đã dạy cho hắn, dạ chiến liên thành phong vũ, trong đầu Tần Mục không suy nghĩ chuyện gì khác, dùng cành liễu nhỏ thoải mái triển khai ra đao pháp đồ tề dạy cho hắn, nhanh, 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 đồ tề gọi đao pháp của hắn là đao pháp giết lợn, chỉ có một dự quyết, đó chính là nhanh nhanh đến mức phủ quang lực ảnh thấy bóng không thấy hình nhanh đến mức tay vung lên đầu heo rụng xuống tần mục toàn tâm toàn ý vung đao múa đao một cách tràn ngập niềm vui tiếng tấn công dữ dội lang keng lang keng không ngừng truyền đến hai người đang ở dưới bước chân đàn thú chạy trốn mà nhanh chóng di động từ dưới bụng một con dị thú đánh tới dưới bụng một con dị thú khác những cái chân của cự thú thô to dẫm xuống tựa như những cây cột từ trên trời tàn nhẫn đện xuống hơi bất cẩn một chút sẽ bị dẫm đến tan xương nát thịt bước chân của bọn họ nhìn như thác loạn nhưng thực ra đều tuân theo một nhịp điệu kỳ diệu. Mỗi khi cự thú sắp sửa dẫm xuống thì bọn họ đều có thể né qua. Khúc sư huynh vừa tức vừa sợ, hắn đang bị đánh. Hắn bị thằng ma nhỏ trước mắt này cầm một cây gậy nhỏ đánh đau. Cành liễu trong tay tần mục rất ngắn, dài khoảng một thước, chẳng phải là một cái que nhỏ thôi sao. Mà kiếm của hắn dài năm thước bảy tấc, luyện khí thành tia, lấy tia ngự kiếm, không kiếm thuật của hắn là do lý Giang Ngũ Lão dạy cho, mà lý Giang Ngũ Lão chính là thiên nhân phá bích, là cường giả mở ra thiên nhân thần tàng không kiếm thuật bọn họ dạy cho tinh diệu cỡ nào công phu quyền cước mà hắn triển khai lại là thần thông quyền thuật mà ly giang ngũ lão sáng tạo tên là ly giang quyết hai tay triển khai môn quyền thuật này nguyên khí hóa thành con sông lớn mãnh liệt cuộn trào sóng lớn vỡ bờ vô cùng kinh người hắn tuy chưa luyện quyền thuật đến trình độ thần thông nhưng uy lực không phải chuyện thường vỡ bia nứt đá hóa đá thành bột là điều chắc chắn nhưng hai đại tuyệt học này trong mắt con ma nhỏ quỳ bắp kia vậy mà có trăm chỗ hở phòng ngự liên tục bị xuyên thùng gậy nhỏ ập xuống gõ lên mặt, lên cổ, xương quay xanh, khớp khuỷu tay, cổ tay, xương ngón tay, xương sườn, giữa lưng, giữa eo, giữa hông, bắp chân, bắt cá chân. Trong chốc lát ngắn ngủi, khúc sư huynh liền bị gõ đến đầy cục u, trên người cũng chỗ xanh chỗ tím, hắn làm sao không giận cho được, thế nhưng, trong lòng hắn lại sợ hãi nhiều hơn. Nếu trong tay tần mục không phải là một cây gậy nhỏ mà là một thanh đao mà nói thì, hậu quả không dám tưởng tượng, thật quá đáng sợ. Thiếu niên này nhiều nhất cũng chỉ 11-12 tuổi, thân thể đứng chưa tới lồng ngực của mình, cho dù luyện công từ trong bụng mẹ, cũng không thể luyện thành tuyệt học kinh khủng như thế chứ. Rất nhanh khúc sư huynh nhận ra được thiếu hụt của tần mục, yên tâm, tu vi nguyên khí của hắn yếu, tuy rằng chiều thức tình diệu nhưng tu vi lại yếu đến đáng thương, hoặc là nói, hắn cũng không phải linh thể, chỉ là một người bình thường. Cuối cùng hắn cũng nghĩ đến điểm quan trọng, đó chính là, tần mục chỉ là một người bình thường, không phải là linh thể, chưa hề mở ra linh thai thần tầng Chắc là tu luyện công pháp cơ sở kiểu như đạo dẫn công, khiến Tần Mục có một phần tu vi nguyên khí, thế nhưng nguyên khí người bình thường tu luyện được không có bất kỳ thuộc tính, không phát huy được bất kỳ uy lực nào, vì thế chiêu thức công kích của Tần Mục tuy hơn xa hắn nhưng chiêu thức không có uy lực thì không có bao nhiêu sức uy hiếp đối với hắn. Đạo pháp của con ma nhỏ này chắc là thần thông, chỉ là hắn còn lâu mới phát huy ra được uy lực của thần thông, nếu như ta có thể đạt được thần thông này mà nói, trái tim của Khúc sư huynh không khỏi đập mạnh lên tần mục không phát huy ra được uy lực của đao pháp nhưng hắn lại có thể phát huy được mấy phần nếu triển khai từ tay hắn thì uy lực nhất định vô cùng đáng sợ hắn có thể nhìn ra được loại đao pháp này của tần mục là một loại chiến kỹ kỹ năng chiến đấu chiến kỹ không giống với thần thông kiểu như không kiếm thuật không kiếm thuật là giải thoát hai tay điều khiển kiếm bay trên không trung giết địch làm cho kiếm pháp của mình càng trở nên linh hoạt còn hai tay đồng thời cũng có thể công kích kẻ địch càng thêm khó lường mà chiến kỹ lại khác chiến kỹ đi chính là con đường nguyên thủy cần dùng hai tay của mình để điều khiển binh khí có thể làm cho nguyên khí của mình tràn vào binh khí đạt mức độ lớn nhất làm cho uy lực của chiêu thức càng lớn uy lực thần thông càng mạnh thêm thực ra đủ khuyết điểm của chiến kỹ và khống kiếm thuật đã có kết luận từ trước đó rất lâu mấy trăm năm trước chiến kỹ và khống kiếm thuật cùng tồn tại khi đó người tu luyện chiến kỹ và khống kiếm thuật không ai phục ai thường thường đánh nhau để phân cao thấp nhưng một mạch khống kiếm thuật lại đột nhiên xuất hiện một vị kỳ tài đánh cho cường giả tu luyện chiến kỹ người thì chết người thì tàn phế người thì bỏ chạy mà vị kỳ tài này chính là quốc sư hiện giờ của duyên khang quốc được xưng là đệ nhất nhân dưới thần linh đến bây giờ người tu luyện chiến kỹ đã rất ít không có mấy thần thông thượng thừa mạch chiến kỹ cũng lần lượt thất truyền đã không có người thừa kế lưu truyền đến nay đều là chiến kỹ cấp thấp tuy nhiên chiến kỹ thượng thừa chân chính vẫn vô cùng lợi hại mà khúc sư huynh tin tưởng cái tên ma nhỏ này triển khai chính là chiến kỹ thượng thừa thật sự ta nhất định phải chiếm được chiến kỹ này bắt giữ hắn bất chấp tất cả ép hắn giao ra công pháp tu luyện của chiến kỹ này cây gậy nhỏ của tần mục vẫn đang điên cuồng gõ vào khúc sư huynh khúc sư huynh liều mạng chống cự nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cây gậy nhỏ này trong nháy mắt vẫn bị gõ mấy trăm đòn khuôn mặt của khúc sư huynh càng lúc càng sưng trên người cũng càng lúc càng đau trong lòng dần hoảng loạn lên hắn càng hoảng loạn thì càng đánh mất tiết tấu số lần gậy gỗ nhỏ rơi trên người hắn liền càng nhiều tuy nói chỉ là một cây gậy gỗ nhỏ không có bao nhiêu uy lực thế nhưng thêm vào sức mạnh của bản thân tần mục đánh liên tục, góp gió thành bão, sự phá hoại đối với thân thể của hắn cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn muốn gõ chết mình, khúc sư huynh sờn cả tóc gái, cuối cùng thì khúc sư huynh cũng sợ hãi, hắn định dùng cây gậy gỗ nhỏ này gõ mình chết tươi, gõ đến khi mình chết mới thôi, hắn thật sự hy vọng trong tay đối phương là một cây đao, dù chỉ là một cây đao cùn cũng được, uy lực của gậy gỗ nhỏ tuy rất yếu, thế nhưng gõ đến bây giờ cũng làm cho gương mặt của hắn sưng lên, hình thành những cục máu bầm, sưng đến nỗi hai mắt của hắn giờ chỉ còn là hai khe hở tầm mắt càng lúc càng mơ hồ da trên người hắn cũng bị gõ đến thâm đen có mấy cái bắp thịt đã bị gõ đến nhã nhoẹt mà những khớp xương là nơi được tần mục đặc biệt chiếu cố công kích của tần mục cũng không chỉ nhằm vào khớp xương mà là mang cơ dây chằng mỗi cái màng cơ dây chằng quan trọng của khúc sư huynh đều bị cây gậy gỗ nho nhỏ này gõ đến gãy vỡ khẽ nhúc nhích đều sẽ cảm giác được đau đớn như xé thịt bị gậy gỗ nhỏ từng chút từng chút một gõ chết đây là chuyện làm người sợ hãi nhất đau đớn và sợ hãi kéo dài vô số lần trong nhất thời không thể nào chết được Lúc này, bầy thú chạy trốn trên đầu hai người biến mất, bọn họ đã giết ra cổng di tích, bầy thú cũng tản hết, sức mạnh của tần mục cũng đang dần dần yếu bớt, đánh tới hiện tại, liên tục múa đao không biết bao nhiêu lần, hắn cũng khó mà kiên trì được nữa. Hắn và khúc sư huynh chém giết bên dưới bụng của cự thú đang chạy trốn, không chỉ cần tránh né kiếm của đối phương, còn phải tránh né chân hoặc móng vuốt sắc bén của cự thú, chân bước liên tục, không ngừng biến ảo làm cho hai chân của hắn cũng căng cứng mỏi nhờ không thôi lúc hắn thao đồ tể tu hành thì mặc dù đồ tể thường thường điên cuồng nhưng cũng biết huấn luyện có mức độ sẽ không để cho hắn quá mức mệt nhọc hiện tại hắn đã không còn chút hơi sức nào tiếp tục múa đao lúc này chỉ dựa vào ý chí của chính mình mới tiếp tục kiên trì được hắn biết chỉ cần mình dừng lại thì khúc sư huynh dù chỉ còn một tia nguyên khí còn có thể nhúc nhích một chút thì chính mình sẽ đầu một nơi thân một nào hắn chỉ có thể tiếp tục gõ gõ mãi đến tận khi khúc sư huynh chết mới thôi phù phù rốt cuộc thì khúc sư huynh cũng kiên trì không nổi nữa ngã nhào xuống đất bảo kiếm của hắn rơi xuống kêu leng keng tần mục ném gậy gỗ cầm lấy thanh bảo kiếm kia thế nhưng mà không thể nhấc lên cánh tay của hắn hiện không còn chút sức lực nào tần mục nhấc chân từng chút từng chút một đá vào chơi kiếm hướng mũi kiếm về phía khúc sư huynh khúc sư huynh còn có thể gắng gượng được nhìn thấy tình cảnh này thì cố gắng nhúc nhích dãy giụa nỗ lực tránh mũi kiếm thế nhưng xương cốt màng cơ của hắn hầu như hoàn toàn nát bét ngay cả thớ thịt cũng không thể cử động kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người